ghi hình mọi người ăn cháo, giới thiệu con cháo của đầu bếp. Hôm nay được ăn đồ của đầu bếp nấu. Nếu mà nhà có con nít thì nhường mình nó ăn. Con nít là bỏ đứa nhỏ một cái rồi nè, mà xong nhà hết rồi. Phần mình mà muốn ăn hết rồi là biết sao không? Mình phải mua một hai con. Mà rỗng rỗng hình như rất muốn được phải không? Cái da nó mặn mặn. Cái này là thơm da rồi. Không hả? Mình thay ra hết rồi. Trần là bếp, trích trần là con gà, con nít con gà.
chấm là gà vừa chín luôn á, nó ngọt thật. Gặp xương, gặp kim, kim, gặp xương. Đúng là muối nó cay cay rồi nó thơm thơm nữa. Đúng là đúng rồi. Đừng nhận sơ với lại là vậy nhớ rửa tay và không rồi không ở nhà hay gặm được cho chứ ăn đi có nha, người ta ăn ai gặm cũng có người gặm chứ, nhưng mà người quen đến nhà người lại là hướng gặm. Giờ mới nhớ mới ăn không dính tay. Muộn hết mà có chậu ăn thôi chứ ăn miếng da rồi ăn rồi miếng da có những người không ăn được da da dạo còn ăn da là họ bóc hết da ra. Đúng là con muối bên cái lá é mà khóc bóp vô con gà ngon quá hả. Mùi bùi, chá gì cũng bùi quá. Nấu mà nhiễm ra thì nó không thấy được cái mùi đồ mùi này. Nấu vừa chín nó mùi này. Cái phần ngon được lại luôn ăn cuối cùng nó ngon mất ngon rồi. Nhớ nhớ là cái gì ngon là mình ăn trước. Chứ không mình ăn no rồi mình ăn không phải thấy ngon cái đùi nữa. Mình
của bên ngoài khác. Định ăn cái đùi khó khăn quá ha. Để nên cái liền ông định nó nhỏ. Cô bổ nè, cô bổ nè. Thank you.
Mình đang thấy nồi cháo phải không? Thấy nồi cháo luôn nha. Để em vô hết dụng hộp nè. Ăn cũng ăn kèm đậu phộng vô đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con to, hết cá con to. Để ăn hết thịt rồi, chưa hành tây rồi. Ngon. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.